Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Là Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 178 của bộ truyện Tiên Hiệp dài tập đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Đặc biệt, các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của mọi người, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 178 Độc Bộ Thiên Hạ Thạch Trư ngay sau đây. Tiếp theo phần trước lại nói, lúc bấy giờ sắc mặt của Trung Lương Ngọc lạnh lẽo, khí thế bức thẳng trời cao, gã bước nhanh lên trước rồi bất thình lình giơ tay chụp tới hướng Diệp Húc, cười lạnh mà nói: "Diệp thiếu báo, người đã quá cuồng vọng tự đại, chưa giao thủ với ta mà đã dám nói có 7 phần nắm chắc khi đối phó với ta sao? Đúng là không biết trời cao đất rộng là gì mà." Diệp Húc đứng im bất động để mặc cho bàn tay của gã chụp tới, hắn cười lên tiếng: "Ta nói 7 phần cũng không phải là nói riêng Trung Công." Oanh oanh oanh. Bàn tay của Trung Lương Ngọc còn chưa chạm đến người Diệp Húc thì đã nổ tung, máu thịt tung tóe. Tu vi thực lực của gã không hề kém, thế nhưng toàn thân Diệp Húc trải rộng lực trường do lục đạo luân hồi hình thành, Thánh Hoàng cũng không thể công phá. Kẻ có thực lực hơi yếu mà đến gần hắn đều bị lục đạo luân hồi cắn nát. "Ta nói là đem cha con ngươi tính cả âm sơn lục sát giết hết sạch, một tên cũng không chừa, thì chỉ nắm chắc 7 phần kìa." Diệp Húc khẽ búng tay, một tiếng pang vang lên, mi tâm của Trung Lương Ngọc bị xuyên thủng một lỗ to như ngón tay, vẻ kiêu ngạo đọng lại trên gương mặt, rồi gã ngã thẳng ra sau. Một búng tay này của Diệp Húc đã chấn vỡ hết sạch đạo văn đạo ngân toàn thân của gã, đánh vỡ tử phủ, giết nguyên thần, diệt chân linh của gã. "Về phần Trung Công ngươi vốn không nằm trong tính toán của ta." Diệp Húc thổ đi giọt máu trên đầu ngón tay, lạnh nhạt nói: "Thần chết trong tay Diệp Mỗ dù không nhiều hơn 53 người, nhưng không phải kẻ nào cũng là quả trứng mềm, mà là kiêu hùng, là hào kiệt. Con của thần vương há có thể khinh thường được chứ?" "Ngọc Nhi!" Trung Phong Miên nổi giận quát lên một tiếng, vung tay lên khiến đạo môn từ trên trời giáng xuống. Từng đợt đạo vận phun ra từ trong cửa, gào thét áp chế tới Diệp Húc. Lão rít gào nói: "Dám giết con ta, ta muốn ngươi phải chết." "Lệnh lang, chưa đi xa đâu, để ta tiễn các ngươi đoàn tụ một thể." Diệp Húc lật một tay xuống, 3000 thế giới trào ra từ trong tay, hóa thành vô hoang ấn. Một ấn phủ xuống, lập tức khiến cho Trung Phong Miên cảm thấy bàn tay Diệp Húc càng lúc càng lớn, giống như vô số thế giới đang ép đến vậy. Đoàng! Đạo môn của lão vỡ ra 5-6 mảnh, từng dòng đạo vận bị một chưởng của Diệp Húc chấn vỡ. Trên đạo môn, vô số đạo vận, đạo văn, đạo ngân bay lượn, bùm bùm, bốp bốp vỡ nát. Trung Phong Miên hộc máu, lòng đầy kinh hãi, vội quay đầu quát: "Âm Sơn Lục Sát, chúng ta cùng ra tay tiêu diệt kẻ này." Âm Sơn Lục Sát hờ hững đứng nguyên tại chỗ, không hề động đậy. Diệp Húc sải bước đi đến, chớp mắt đã bước tới trước mặt Trung Phong Miên. Hắn tiếp tục chụp xuống một chưởng nữa, mỉm cười lên tiếng: "Đứng, Trung lão bá à, ngài vẫn không hiểu đạo lý tăng nhiều mà cháo ít hay sao?" Trung Phong Miên thấy lòng lạnh lẽo hẳn, lão thúc giục đạo môn chống cự, lạnh lùng nói: "Tà chết, dù các ngươi có giết được tiểu tử này cũng đừng mong sống sót đi vào Quân Thiên Thần Vương phủ mà lĩnh thưởng." "Lục sát bọn ta độc chiếm của cải của Cực Đạo Minh tặng cho Vĩnh Hằng Đế Quân rồi, lại giết tiểu tử này, tùy tiện tìm một kẻ đi lĩnh thưởng rồi giết kẻ đó, chẳng phải đẹp cả đôi đường hay sao?" Cường giả áo đen đứng đầu lục sát mỉm cười nói: "Trung huynh không cần lo cho bọn ta, người hãy nghĩ cách bỏ chạy đi thôi." Sắc mặt của Trung Phong Miên kịch biến, lại nghe một tiếng bùm vang lên, đạo môn của lão chia 5-7 dưới chưởng của Diệp Húc. Đạo môn của lão đã mở ra hoàn toàn, đã có thể trùng kích cảnh giới vô tổ, nhưng ở trước mặt Diệp Húc, nó như một cánh cửa mục yếu, vô cùng chẳng thể nào chịu nổi một chiêu.
Âm Sơn lục sát, các người nói mà không giữ lời. Trung Phong Miên bị Diệp Húc đánh bay, miệng hộc máu không ngừng, căm phẫn mà gào lên. Bọn ta từ khi nào thì biết giữ lời đây? Lục sát liếc nhau, cười ha ha. Trung Phong Miên biết là không ổn, hung hăng liếc Diệp Húc và Âm Sơn lục sát một cái, rồi lập tức xoay người chạy trốn, phi thẳng vào trong thông đạo, trong loạn không hải. Âm Sơn lục sát, Diệp thiếu báo, chuyện này chưa xong đâu. Lão phù chính là nhị đương gia của cực đạo minh, ta trở về rồi sẽ nói là Âm Sơn lục sát các người liên thủ với Diệp thiếu báo diệt tương đội cực đạo minh ta, cưỡng gian rồi giết chết con gái của minh chủ. Minh chủ nổi giận, các người sẽ chết không có chỗ chôn. Trung lão bá, ngài đi nhầm hướng rồi kìa. Tiếng của Diệp Húc truyền đến từ sau lưng của lão, cười to nói. Trung Phong Miên cả kinh, vội dừng lại. Loạn không hải khác với những nơi khác, nếu đi nhầm một bước là sẽ lạc ở nơi đây, cả đời đều cô đơn chết già chỗ này. Không sai, chính là đường này mà. Không xong rồi, tiểu tử kia dám lừa ta. Lão nhận ra rồi vội xoay người thì thấy một bàn tay to như bầu trời, vô số đạo văn đạo ngân hóa thành hoa văn trong lòng bàn tay, lại có 3.000 thế giới hóa thành 3.000 lục địa trong đó. Diệp Húc cười ha hả, hạ vô hoàng ấn xuống. Trung lão bá à, ta tiễn ngươi ra đi, ngươi lại cố tình chạy đến đường khác, chẳng phải là nhầm đường hay sao? Trung Phong Miên vội vàng né tránh, tung người nhảy ra, tính chạy khỏi phạm vi trường lực bao phủ của Diệp Húc kia. Lại một tiếng bùm nữa vang lên, lão nhảy đến giữa không trung thì bị bắn mạnh về sau như đâm vào tường đồng vách sắt, khiến cho đầu mình vỡ chảy cả máu ra. Một trường này của Diệp Húc giam cầm hư không, làm cho lão không có chỗ để trốn. Diệp thiếu báo, người giết lão phu rồi thì cũng không thoát khỏi Âm Sơn lục sát, không bằng chúng ta liên kết lại. Người ngay cả ta cũng không phải là đối thủ, liên kết với người chính là liên lụy ta. Thôi người chết đi. Một trường của Diệp Húc hạ xuống, chân vỡ lão thành bùn nhão. Ngay sau đó lưu ly ấn bay ra hóa thành một chiếc chuông lưu ly, hồng chuông rung lên vang xa vạn dặm, chấn vỡ chân linh của Trung Phong Miên. Chỉ vài giây, cha con Trung gia đều đã chết cả. Ra tay. Diệp Húc vừa đánh chết Trung Phong Miên thì một tiếng rầm vang lên, từng đạo xiềng xích bay tới, liên kết lại thành một cái lưới chụp xuống hắn. Lưu quang ấn. Thân hình Diệp Húc hóa thành một vệt sáng, ngay sau đó liền rơi xuống thuyền, vẫn đứng ở bên người đám Phong Thủy Vân như từ đầu đến cuối, vẫn chưa hề động đậy vậy. Mộ Dung Tham Hoa đứng đầu Âm Sơn lục sát kia, sắc mặt phát lạnh, khóe miệng run run, hiển nhiên là không thể ngờ Diệp Húc có thể thoát khỏi một chiêu liên thủ của bọn họ. Diệp Húc, Diệp thiếu báo, đứng hạng một trên bảng truy nã, quả đúng là có chút năng lực, nhưng vẫn là hữu danh vô thực thôi. Đường đường tên tội phạm truy nã đứng đầu lại vẫn chỉ là vô hoàng cảnh giới, chứ chẳng phải là thánh hoàng. Điều này làm cho đám người xấu xếp sau ngươi biết để mặt mũi ở đâu đấy. Trên không trung thuyền lầu, từng chiếc xích sắt leng keng rung động cùng chấn áp cực đạo bản tính. Khóa năm chiếc thuyền lại, cho dù là Văn Tú Trúc có thúc giục bản tính như thế nào cũng không thể chống lại lục sát. Âm Sơn lục sát với Mộ Dung Tham Hoa cầm đầu, lần lượt là nhị sát Quân Luyến Tửu, tam sát Trác Danh Lợi, tứ sát Ngô Thị Phi, ngũ sát Diêu Đào Sắc, lục sát Dương Thủy Tiên. Chỉ có mình Thủy Tiên là nữ tử. Nhị sát Quân Luyến Tửu toàn thân đầy mùi rượu, say khướt nói: Âm Sơn lục sát bọn ta giết người vô số mới có thể đứng đầu 87 trên bảng truy nã được, mà ngươi chẳng qua chỉ là giết vài tên thần tử đã xếp hạng nhất rồi, làm cho ác nhân trong thiên hạ này xấu hổ vô cùng. Trác Danh Lợi cười ha ha: Giết người rồi, Âm Sơn lục sát chẳng thế có thể lấy được của cải kinh thiên, còn có thể vang danh thiên hạ, vượt qua những ác nhân khác, trở thành đệ nhất trên bảng, hơn cả Đàm Tổ Thần Vương, Vô Sinh Lão Tổ, rồi Cực Nhạc Lão Tổ kìa. Lục sát Dương Thủy Tiên đã lông nhau với Diệp Húc, cười khanh khách nói: Còn ta muốn thải bổ y, thải bổ đến chết để tu luyện Âm Dương Giao Hoan Đại Nhạc Thánh Điển. Các ngươi ai dám tranh giành với ta, lão nương thải bổ chết các ngươi. Tam sát Trác Danh Lợi buồn phiền, mặt co mày có nói: Đại ca, nơi này còn có Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai, cũng là con của thần, một kẻ là con của Tạo Hóa Môn chủ, một người là trưởng tử của Thanh Hiên Thần Phủ, chỉ sợ sẽ đắc tội với Tạo Hóa Môn và Thanh Hiên Thần Phủ. Dương Thủy Tiên lúc này mới quay sang nhìn Phong Thủy Vân và Phó Tây Lai, ánh mắt sáng lên, cười khanh khách nói: Tiểu muội thải bổ nam nhân vô số, nhưng chưa từng thải bổ con thần bao giờ. Sắc mặt của Phong Thủy Vân tối sầm lại, cái tật xấu lắm miệng bùng phát, lại nhảy nói: Vị cô nương này cũng muốn thải bổ ta sao? Đầu tiên là ta không đồng ý đâu, ta đã chứng kiến rất nhiều kinh điển về tình cảm rồi, chú trọng nam nữ hoàn ái, tương hỗ phụ thổ, chúng ta không có chút tình cảm nào cả,
Cô muốn thải bộ, nhưng ta thì không. Ít nhất chúng ta hẳn là nên tiếp xúc, hiểu biết đối phương. Nếu như hợp nhau rồi thì thải bộ ta cũng không muốn. Khuôn mặt xinh đẹp của Dương Thủy Tiên kia tối sầm lại, nổi giận đùng đùng nhìn hắn. Thế nhưng lại thấy thằng nhãi này cứ lại nhải không ngừng nghỉ, nhất thời làm cho nàng mất hết cả hứng thú thải bộ, thầm nghĩ. Không ngờ Phong Thủy Vân tiếng tăm lẫy lừng lại là kẻ lắm mồm như vậy. Chỉ sợ khi thải bộ tên này rồi sẽ nói mãi không ngừng, đúng là mất hứng mà. Mộ Dung Tâm Hoa khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: Đừng vô nghĩa nữa, cho dù là ai, chỉ cần cản đường tài lộ của chúng ta là giết cả. Các huynh đệ cùng nhau xông lên, theo ta giết Diệp Thiếu Bảo, giết sạch tất cả, sau đó tìm kẻ chết thay mang đầu hắn đi lĩnh thưởng. Âm Sơn Lục Sát ta mà có được món của cải này sẽ mai danh ẩn tính, thay tên đổi họ, cho dù là Tạo Hóa Môn Thanh Hiên Thần Phủ có thần thông quảng đại đến đâu đi chăng nữa thì cũng không biết được hai tên này đã chết trong tay chúng ta. Giết! Ngô Thị Phi phóng lên cao, xương xích bị gã thôi phát mang lên tiếng lang keng như xoay quanh một tinh hệ, cuốn tới Văn Tú Trúc. Diêu Đào Sắc cười khanh khách nói: Tứ ca, đừng có là thủ tồi hoa như thế chứ, để cho tiểu đệ thân cận với đại tiểu thư Cực Dạo Minh cái đã nào. Diệp Húc cười lại một tiếng, rồi bước lên trước một bước, một chưởng che trời chụp tới Ngô Thị Phi. Ngô Thị Phi cười lạnh: Xiềng xích của Âm Sơn Lục Sát ta chính là dùng huyền thanh, âm thiết của Âm Sơn luyện chế mà thành. Đừng nói là luyện chế thánh bảo, cho dù là tổ binh cũng dư sức kìa. Xẹt 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 xẹt. Sợi xích này quấn bàn tay Diệp Húc gần dập nát, lập tức lại như rắn cuốn quanh thân Diệp Húc như một cái bánh trưng. Diệp Húc thử dãy giụa, nhưng sợi xích này cực kỳ thần kỳ, thân thể hắn to lên thì nó to lên, nhỏ lại thì nó nhỏ lại, không thể thoát ra ngoài được. Ngô Thị Phi nhe răng cười nói: Thần liên của bọn ta kia, chỉ cần trói ngươi lại là có thể hạn chế thần thông của ngươi, làm cho ngươi không thể biến hóa xây dịch gì cả, chỉ có thể đứng im đó cho bọn ta làm thịt thôi. Xương xích thu hồi, gã vung tay chụp tới đầu của Diệp Húc cười ha ha rồi quát lên: Chết đi! Lão Thứ à, đừng đến gần người hắn! Mộ Dung Tâm Hoa bỗng cả kinh, vội vàng nhanh tới quát lớn: Người nói đúng, chết đi! Thần sắc của Diệp Húc khẽ động, trong đủ loại thần văn đạo vận ở sau lưng kia, một mảnh đế binh to bằng bàn tay đột nhiên bay ra, xẹt một tiếng xuyên thủng đầu của Ngô Thị Phi. Mảnh vỡ mang theo máu bay trở về, lại rơi vào sau Diệp Húc, tiếp tục được thần văn đạo vận chăm sóc. Nụ cười độc ác trên mặt Ngô Thị Phi đóng lại, thi thể lung lay rồi ngã bịch xuống. Thi thể thánh hoàng đỉnh phong là không nên lãng phí, lấy ra cho chó ăn thôi. Diệp Húc dung thân thoát khỏi xiềng xích, lại giơ tay nắm lấy thi thể Ngô Thị Phi. Hắn thả Hạo Tiên Khuyển ra rồi quăng thi thể đó cho nó. Sợi xiềng xích kia cũng bị Diệp Húc lấy đi, cất vào trong ngọc lâu. Mộ Dung Tâm Hoa hét lớn, cùng với tứ sát khác nhào tới, lạnh lùng lên tiếng nói: Giết người này, báo thủ cho lão tứ trước vậy. Âm Sơn Lục Sát tình như thủ túc tay chân, Ngô Thị Phi bị Diệp Húc giết chết, mấy sát kia sao có thể nhịn được, gầm thét không thôi. Họ đồng loạt đánh tới, từng đạo đạo môn mở ra, từ trong từng sợi xiềng xích khoảnh không như những tinh hệ rào rào bay tới Diệp Húc. Cái loại xiềng xích dùng huyền anh âm thiết này Diệp Húc cũng không thể tránh thoát được. Nếu bị chúng trói lại thì chỉ có thể mặc cho người khác chém giết. Mọi người cẩn thận, kẻ này có một mảnh vỡ bảo vật cực kỳ sắc bén. Mộ Dung Tham Hoa với tu vi mạnh nhất bước lên trước, xiềng xích trong đạo môn cuốn tới Diệp Húc quát lên: Âm Sơn Lục Sát các ngươi coi thường ta quá đi. Diệp Húc đứng im đấy, một tiếng ong vang lên, loạn không hải trước mặt Ngũ Sát đột nhiên biến mất, thay vào đó là một thế giới cổ xưa từ đỉnh đầu Diệp Húc vọt tới. Thế giới này chính là do hai con cá, một đen một trắng tạo thành. Hai con cá ngậm đuôi nhau tạo thành một vòng tròn lớn như thái cực, chia làm hai mặt âm và dương. Trên lưng của chúng là những tòa đại lục cổ xưa, hải dương mênh mông, tiên sơn viễn cổ, tiên khí lượn lờ. Trong những đỉnh đài đó, thiên cung tiên đỉnh trông thật tráng lệ. Đây đúng là thái cực mông ế trong tam thập tam thiên giới cổ xưa. Bản thể của thiên giới này chính là hai con cá lớn viễn cổ hóa thành, phân âm dương cách sinh tử. Một thức thái cực ấn này của Diệp Húc thi triển ra, nhất thời khiến cho hắn đứng ở thế bất bại. Từng xiềng xích xoắn tới đụng đến thái cực song ngư đều bắn ra, thậm chí năng lượng trào ra từ trong đạo môn của bọn họ đều bị hai con cá kia hấp thu. Diệp Mỗ nói rồi, giết sạch các ngươi ta chỉ nắm chắc 7 phần. 7 phần này không phải là lưỡng bại câu thương, mà là lo các ngươi bỏ trốn. Nếu các ngươi trốn rồi, Diệp Mỗ chỉ nắm chắc được 7 phần là có thể giết sạch các ngươi. Nhưng nếu quyết chiến sinh tử thì đó chính là 10 phần 10. Diệp Húc đứng đó như trung thiên sừng sững, để mặc cho Âm Sơn Lục Sát đánh mình.
hắn chỉ lấy một đạo thái cực ấn bảo vệ toàn thân, đánh văng ra từng xiềng xích. Ngay sau đấy, hắn vỗ tay trái, 3.000 thế giới bay ra hóa thành vu hoang ấn, ầm một tiếng đụng vào đạo môn của Mộ Dung Thăm Hoa. Tiếng nổ vang lên, khí lãng gào thét mênh mông, phá nát không gian của cảng chính gió, ùa tới khắp nơi. Rào rào rào. Loạn không hải bốn phía cảng chính gió khuấy động, nước biển bị gợi lên cao, thanh thế làm cho người ta phải sợ hãi. Cùng lúc đấy, tay phải của hắn thi triển một đạo Thái Hoàng ấn, đánh cho đạo môn của Dương Thủy Tiên tách ra rách ra tả tơi, khiến cho Dương Thủy Tiên hộc máu. Diệp Phúc không để ý đến công kích của kẻ khác mà cứ tung từng trường ra, từng loại tam thập tam thiên giới ấn pháp trào ra, liên tục 4 chiêu liền chấn vỡ đạo môn của Dương Thủy Tiên. Hắn dựng thẳng tay lên, chấn một cái, lập tức đánh chết ả. Lục muối. Diệp Húc mặt không thay đổi, thi triển Xích Minh ấn, thiên hỏa ùn ùn bốc cháy. Trong thiên hỏa là đạo văn đạo ngân của hắn bao phủ lấy ngũ sát, rồi đốt diệt chân linh của Dương Thủy Tiên. Trong cảng tránh gió, thời gian chiến đấu giữa Diệp Húc và Lục Sát mới chỉ trong chớp mắt, thế mà đã đến mức không chết không thôi. Dầm. Nhị sát quân Luyến Tiểu bị hắn đánh bại, máu thịt văng tung tóe, lại bị một đạo cực phong ấn của hắn thổi diệt chân linh, cũng chết thảm. Tam sát Chắc Danh Lợi gầm lên, bước nhanh lên trước, định đánh giáp lá cà với Diệp Húc, lập tức bị Diệp Húc dùng hai tay nhấc lên, cứ thế mà xé rách ra. Diệp Húc lại mở miệng quát lớn, từ trong miệng truyền đến những tiếng rồng ngâm. Từng mảng thiên giới phun ra từ trong miệng của hắn, có hàng tỷ thiên long hóa thành vô số âm phù, ngay cả một bức tường biển trong Loạn Không Hải cũng bị tiếng gầm của hắn đánh xuyên mấy nghìn dặm. Chắc Danh Lợi còn chưa kịp phục hồi thân thể thì đã bị hắn giống chết, chết đến mức không thể chết lần nữa, đúng là uy năng của long biến ấn. Trong chớp mắt, Âm Sơn Lục Sát đã chết đi 4, chỉ còn lại kẻ cầm đầu Mộ Dung Tham Hoa và Ngũ Sát Diêu Đào Sắc. Sắc mặt của Diêu Đào Sắc trắng bệch ra, gã hét lớn một tiếng rồi quay người lao ra ngoài thét to: "Lão đại, đệ sẽ trở về nhặt xác cho các huynh." Oanh một tiếng, gã còn chưa kịp chạy vào thông đạo trong Loạn Không Hải thì vô số cấm chế hiện lên nổ bay hắn. Đây chính là Phó Thiên Lai đã sớm nhân cơ hội bố trí cấm chế đề phòng bọn họ bỏ trốn. Ong một tiếng, cực đạo bàn tính rung lên, từng luồng đạo vận bay tới, đánh bay xiềng xích, chấn vỡ đạo môn. Phong Thủy Vân cười ha ha, đỉnh đầu của hắn xuất hiện đạo môn, nghiền gã kia thành thịt vụn. Cùng lúc đấy, Phó Thiên Lai nhanh chóng chạy, đạo văn đạo ngân tràn ra từ dưới chân, hai tay của hắn thì đánh ra từng đạo ấn pháp, trong chớp mắt đã bày ra từng tầng cấm chế khóa lại thời không. Ba người hợp lực lại cuối cùng cũng tiêu diệt được Diêu Đào Sắc. Mà ở bên kia, Diệp Phúc chiến đấu với Lục Sát đứng đầu Mộ Dung Tham Hoa cũng quyết liệt đến cực điểm. Hai người và lần giao phong va chạm, đạo môn và tam thập tam thiên ấn pháp liên tục bay ra, thế nhưng chẳng ai làm gì được ai. Diệp Phúc có thái cực ấn bảo vệ toàn thân, tự nhiên đứng ở thế bất bại, cho dù Mộ Dung Tham Hoa có tấn công như thế nào cũng không thể phá được phòng ngự của hắn. Nhưng Mộ Dung Tham Hoa cũng khá giỏi, tu vi của kẻ này thâm hậu hơn mấy sát kia, dù chưa nhảy ra ngoài thành vũ tổ nhưng cũng không khác là mấy. Diệp Húc dùng tam thập tam thiên ấn pháp đối chiến với y, thế nhưng cũng không thể đánh nát đạo môn của y được. Đạo môn của y qua môn vàn thử thách, tu vi thông suốt trước và sau môn, nối tiếp thiên địa đại đạo, chỉ còn nhảy ra là có thể trở thành vũ tổ. Đạo môn của y chắc chắn làm cho người ta không sánh kịp. Thậm chí trong đạo môn đó còn có từng đợt đạo vận trào ra củng cố đạo môn, tăng cường công kích tương đương với Diệp Húc. Diệp thiếu báo, đây là người ép ta. Mộ Dung Tham Hoa thấy Diêu Đào Sắc cũng bỏ mạng, lửa giận lập tức bốc lên, y quát to một tiếng, đạo môn cạch một tiếng mở ra. Trong môn chuyển đến rung động kinh thiên, mơ hồ nhìn thấy bầu trời đầy hoa trong môn, một biển hoa, một thế giới của hoa. Mộ Dung Tham Hoa đứng ở trước môn nhìn xuống Diệp Húc, rồi lướt qua Phong Thủy Vân, Phó Tiên Lai và Văn Tú Trúc một lần, sắc mặt âm trầm, không hề chùn bước mà đi vào trong môn. Diệp thiếu báo, Mộ gia thừa nhận là không thể giết được ngươi, nhưng ta nhảy ra khỏi đạo môn rồi thì tất cả các ngươi phải chết. Ngăn y lại, đừng cho y nhảy ra khỏi đạo môn. Văn Tú Trúc sắc mặt kịch biến, vội vàng chấn động cực đạo bản tính, khiến cho từng đợt đạo vận đánh thẳng đến Mộ Dung Tham Hoa. Nàng lạnh lùng nói: "Nếu y lấy vu nhập đạo trở thành vu tổ, pháp lực sẽ tăng lên 100.000 lần, tất cả chúng ta đều không phải là đối thủ của y đâu." Diệp Húc cũng căng thẳng trong lòng, Mộ Dung Tham Hoa đã giỏi như thế, nếu như nhảy ra khỏi đạo môn trở thành vu tổ, lĩnh ngộ thiên địa đại đạo, thật sự sẽ rất nguy hiểm cho bọn họ. "Người lưu lại cho ta tam thập tam thiên ấn." Thân hình Diệp Húc hóa thành một vệt sáng, lao thẳng tới Mộ Dung Tham Hoa. Từng đạo ấn pháp trào ra khỏi cơ thể của hắn, biến hóa ở trong tay, rực rỡ muôn vẻ, như quần thiên lồng lộng đồng loạt đánh tới Mộ Dung Tham Hoa. Xoẹt. Thần văn sau lưng của hắn lưu động,
mảnh vỡ đế binh phá không mà ra, phi thẳng đến chỗ Mộ Dung Tam Hoa. Cùng lúc đấy, Phong Thủy Vân và Phó Thiên Lai cũng đồng loạt tấn công tới, tiếng quát liên tục, ai cũng tự dùng tuyệt kỹ sở trường công tới Mộ Dung Tam Hoa. Các ngươi đều phải chết. Mộ Dung Tam Hoa cười lạnh rồi xoay người đi vào trong môn, đủ loại hoa bao phủ y lại. Dầm. Đạo vận của cực đạo bản tính đánh tới trước, từng đợt đạo vận đánh rầm rầm lên đạo môn này. Đạo môn của y chấn động, từ trong trào ra một bông hoa lớn màu hồng, được tạo thành từ đạo vận thuần túy, trừ khử đi đạo vận của cực đạo bản tính. Từng luồng thiên địa đại đạo và hơi thở của vũ tổ mạnh mẽ đến cực điểm truyền ra từ trong môn. Tòa đạo môn này bắt đầu sụp đổ vào trong. Từng giải đạo văn, đạo ngân phân giải hóa thành từng dòng đạo vận tuôn trào vào trong không gian nội môn. Diệp Húc theo sát phía sau, quát lớn một tiếng, tam thập tam thiên ấn lập tức đánh thẳng đến tòa đạo môn này, cố gắng đánh nát đạo môn của y trước khi y kịp nhảy ra. Nhưng các loại ấn pháp của hắn còn chưa đến gần đạo môn thì thấy nó nhanh chóng sụp đổ, hoàn toàn phá hủy ở giữa không trung, chỉ còn hư ảnh của một cánh cửa. Bên trong hư ảnh đấy, một luồng năng lượng tuyệt cường đột nhiên bùng nổ, ầm ầm vang lên, đánh tan từng đạo đại thủ ấn của Diệp Húc, đồng thời phản kích lại Diệp Húc. Diệp Húc thét lớn một tiếng, luồng năng lượng này ngay cả hắn cũng không thể chống lại, đó là thiên địa đại đạo, có sức mạnh to lớn tự nhiên, con người không thể kháng cự. Mau, mau lui! Hắn nhanh chóng lui ra sau, Phong Thủy Vân và Phó Thiên Lai đang vọt tới cũng bị Diệp Húc nắm lấy rồi kéo ra sau. Hư không phía trước hư ảnh cánh cửa kia ầm ầm vỡ tan, hóa thành hỗn độn hư vô. Vũ tổ, thì ra đây chính là sức mạnh của vũ tổ. Từ trong hư ảnh cánh cửa kia truyền đến tiếng cười to của Mộ Dung Tam Hoa. Có thể chứng kiến đại đạo, Mộ gia chết cũng không tiếc gì. Nhưng trước khi chết, Mộ gia còn phải giết sạch các ngươi, báo thù cho huynh đệ tỉ muội của ta. Lại ầm một tiếng, bên trong hư ảnh cánh cửa này, một bàn tay lớn đột nhiên thò ra. Cánh tay của Mộ Dung Tam Hoa kia đã mất hết máu thịt, chỉ còn lại xương cốt trắng hếu. Bàn tay xương khô đó cầm một bông hoa tươi đẹp đánh tới đám người Diệp Húc. Trên xương cốt của y, đạo vận lưu chuyển, những đạo vận đó không phải là tu vi của y, mà là đại đạo do trái đất tạo thành. Bởi vì y luyện ra đạo môn, sau đạo môn chính là đại đạo. Thánh hoàng nhảy ra khỏi đạo môn, lấy vu nhập đạo là có thể nắm thần minh của đại đạo trong tay. Sẽ phải bị thiên khiển là điều mà trời không tha, nên ắt phải gặp đại kiếp nạn. Nhảy ra đạo môn chính là phải gặp thiên địa đại đạo nghiền ép do tu vi bản thân dẫn phát. Nếu sống sót đi ra thì sẽ là vu tổ. Hiển nhiên, Mộ Dung Tam Hoa không thể tiếp nhận được đại đạo của mình nghiền áp, thân thể gần như bị đại đạo hóa đi hết. Y đang hóa đạo, mọi thứ đều sẽ hóa thành đại đạo rồi biến mất. Thế nhưng dù là vậy, một kích trước khi chết của y vẫn không thể khinh thường. So với thực lực vốn có, còn mạnh hơn gấp cả trăm lần, đã có trình độ của vu tổ. Bông bảo hoa trong tay y kia xinh đẹp, từng đợt đạo vận lưu động, giống như thứ cực kỳ xinh đẹp, động lòng người trong đất trời này. Thật khó tưởng tượng là một tên giặc cướp giết người vô tính, thủ lĩnh Âm Sơn Lục Sát nổi danh lẫy lừng, trong nội tâm lại tạo ra được đạo vận đẹp như vậy. Mộ Dung Tam Hoa, ta cho ngươi chết mà không hối tiếc. Diệp Húc dung tay bỏ Phong Thủy Vân và Phó Tiên Lai ra, gào to một tiếng. Quanh thân của hắn một đám thế giới bay lên bay xuống, hắn giống như là trung tâm của thế giới, gào thét đón nhận một kích xinh đẹp trước khi chết kia của Mộ Dung Tam Hoa. Hai luồng sức mạnh tuyệt cường va vào nhau, không gian cảng tránh gió như tơ lụa bị hai luồng sức mạnh bộc phát xé ra một vết rách dài. Những cánh hoa của bông bảo hoa trong bàn tay đầy xương kia rơi lả tả, bên trong sa hoa chất chứa khôn cùng sát khí, mà các loại ấn pháp của Diệp Húc lại sáng chói, nghiền nát từng cánh hoa một, chống lại đại đạo của Mộ Dung Tam Hoa. Đại đạo nghiền ép khiến cho Diệp Húc liên tục lui ra sau, chống đỡ áp lực lớn đến mức khó có thể tưởng tượng được. Toàn thân của hắn gần như bị đại đạo của Mộ Dung Tam Hoa ép cho xương cốt gãy. Làn da của hắn nổ bung, máu tươi bốc lên như xương. Hắn thì đem lý giải của bản thân về đạo tăng lên đến cực hạn. Giao thủ với vũ tổ mỗi một lần đều là một lần thể ngộ, đối kháng với đạo lại là cơ hội hiếm có, khiến cho chiến ý của y bốc lên trong lòng, chiến hỏa lại càng tăng. Phù. Một luồng gió thổi đến, bảo hoa điêu linh, từng cánh hoa rụng xuống. Một trường này của Mộ Dung Tam Hoa cuối cùng cũng đã kiệt lực. Diệp Húc nhẹ nhàng thở ra, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hư ảnh cánh cửa kia đã biến mất, lộ ra một thế giới đầy các loại hoa, mùi hoa ở khắp nơi. Mộ Dung Tam Hoa một thân áo đen đứng trong vô số hoa tươi nhìn về phía hắn. Đáng tiếc không thể báo thủ cho huynh đệ tỉ muội. Mộ Dung Tam Hoa thở dài nói. Diệp Húc có thể cảm thấy đạo vận quanh thân của y đang nhanh chóng tiêu tan, sinh cơ cũng tan đi theo đạo vận. Hắn nói,
Mộ Dung huynh, ngươi phải báo thù cho huynh đệ tỷ muội của mình, ai sẽ báo thù cho những tính mạng đã chết trên tay các ngươi đây? Mộ Dung Tâm Hoa cười lạnh. Thiên giới này vốn không có công lý, cá lớn nuốt cá bé chính là đạo của thiên trạch, chọn cường giả sống, kẻ yếu diệt vong. Đáng tiếc mẫu gia còn chưa đủ mạnh. Huyết nhục trên mặt của y nhanh chóng hóa đi, chỉ còn lại xương cốt. Gã cười một tiếng, trông có vẻ vô cùng quỷ dị. Ta bị đại đạo của bản thân nghiền nát, không thể nhảy ra ngoài. Mai sau người cũng sẽ đi đến bước này như ta. Ta lại muốn xem người sẽ chết như thế nào. Dầm. Xương cốt của y vỡ tan thành bụi bặm. Ngay sau đó thế giới hoa kia cũng hóa thành những giải đạo vận rồi tan vào trong không trung. Mộ Dung Tam Hoa cũng coi như là một thế hệ kiệt xuất, không ngờ có thể tu luyện đến trình độ này, đáng để khâm phục mà. Thế nhưng tiếc là y vẫn không thể nhảy ra ngoài lấy vu nhập đạo được. Phong Tùy Vân thở dài một tiếng, buồn bã mà nói. Y chết trong tay chính mình, bị đại đạo của mình nghiền nát. Đạo môn thì khó vượt, chiến thắng đạo của chính mình thì mới có thể nhảy ra xưng hoàng làm tổ được. Dù sao chăng nữa, chúng ta cũng đã thắng rồi. Văn Tú Trúc suy sụp ngồi trên bong thuyền cười khổ mà nói. Phó Tiêu Lai thở phào một tiếng cười nói, đúng vậy, cuối cùng chúng ta cũng thắng. Nếu kẻ này thật sự nhảy ra ngoài thì e là chỉ có mình Diệp huynh có thể thoát thân được thôi. Diệp Húc thở dài, trong lòng như đang bị một tảng đá lớn đè lên. Mộ Dung Tâm Hoa nói không sai, sau này khi ta thành thánh hoàng rồi, tích lũy hùng hậu có thể so được với Vu Tổ, rốt cuộc làm thế nào mới có thể nhảy ra khỏi đạo môn? Xem ra quá mạnh cũng không phải là chuyện tốt đẹp gì cả. Ta thật sự là quá mạnh mà, hắn lẩm bẩm nói. Sau khi đám người Diệp Húc rời đi không lâu, cảng tránh gió trong loạn không hải kia yên tĩnh trở lại. Dư ba giao thủ giữa Diệp Húc và Âm Sơn Lục Sát cũng từ từ tiêu tán. Bỗng nhiên một luồng hơi thở mạnh mẽ lao ra từ trong loạn không hải, hóa thành một cái lồng giam rơi xuống đất. Trong lồng giam, một lão già miệng kêu ô ô mấy tiếng, rồi đột nhiên giơ tay chả một cái, chộp không khí tới hít người một lúc, sau đó lập tức gào thét, lao theo hướng đám người Diệp Húc rời đi. Thú nô, bình tĩnh đã nào. Tiếng của yêu thần tử truyền đến, chỉ thấy đám cường giả Ngọc Hư Cung là Lăng Tiêu Thái Tử, yêu thần tử kia đều lao ra từ trong loạn không hải hạ xuống nơi đây. Yêu thần tử vẫy tay, lồng giam kia nhỏ lại rồi rơi vào lòng bàn tay của y. Lão già trong lồng nói những thú ngữ mà người ta nghe không hiểu. Yêu thần tử nghe xong sắc mặt ngưng trọng hẳn. Y trầm giọng nói, đại sư huynh, thú nô nói Diệp Thiếu Bảo từng đến nơi này. Nơi đây chẳng những có cao thủ đại chiến, một kẻ trong đó còn đột phá Vu Tổ, nhưng bị đại đạo bản thân nghiền nát, thậm chí còn có một món tổ binh. Chẳng lẽ Diệp Thiếu Bảo này có tổ binh hay sao? Lăng Tiêu Thái Tử quan sát chiếc lồng giam trong tay của yêu thần tử kia, trong lòng suy ngẫm. Bọn họ dọc theo đường truy kích Diệp Húc vào loạn không hải, nếu không có cái mũi thính của thú nô có thể ngửi ra mùi của Diệp Húc từ trong ngàn hơi vạn thở kia, e là bọn họ sớm không còn thấy bóng dáng Diệp Húc đâu nữa rồi. Yêu thần của yêu thần cung quả nhiên thần thông quảng đại, là kình địch của Đại Nhật Đế Quân cha ta, không thể khinh thường được. Mà cái tên yêu thần này tuy nhận ta làm đại sư huynh, thế nhưng chẳng qua chỉ là giả vờ, không thể không đề phòng. Tuy nghĩ là như thế, thế nhưng gã cũng tự cho mình rất giỏi. Bản thân gã đã hấp thu một ít thần văn đạo vận của Đại Nhật Đế Quân cho gã, lúc này đã hoàn toàn mở ra đạo môn, tiếp tục tích lũy, gã có thể nắm chắc nhảy ra khỏi đạo môn. Lăng Tiêu Thái Tử cực kỳ tin tưởng rằng thành Vu Tổ rồi, cho dù yêu thần tử và thú nô kia có mạnh đến mấy, tâm cơ thâm trầm đến đâu thì cũng chẳng thể làm nổi trò trống gì trong lòng bàn tay của gã. Không lâu nữa ta luyện hóa thêm nhiều đạo vận rồi sẽ hoàn toàn chắc chắn trở thành Vu Tổ. Tâm pháp Thuần Dương Cung ta chính là tâm pháp đế cấp, thành tựu lớn hơn những công pháp khác. Thực lực của ta cũng có thể tăng lên trăm ngàn lần. Ở chức thực lực tuyệt đối, âm mưu quỷ kế đều không thể có đất dụng võ được. Hắn chớp mắt thản nhiên nói, Diệp Thiếu Bảo, cái tên này chẳng biết tại sao lại giao phong với cường giả ở nơi đây, nhưng cũng không ảnh hưởng đến toàn cục. Thực lực kẻ này quả thật mạnh mẽ, chẳng qua hiện nay chúng ta có thực lực nghiền ép y, nên y chẳng thể làm trò chống gì cả. Chắc thanh chủ, loạn không hải này thông đến chỗ nào vậy? Chắc thanh chủ kia tiến lên một quả cầu trong suốt, chỉ thấy quả cầu này lơ lửng bày ra địa lý của quân thiên thần giới, vô số dãy núi hải dương xuất hiện loáng thoáng sau hiện lên bề mặt loạn không hải. Loạn không hải có hai lối đi, một đi thông đến viêm thiên thần giới, lối khác thông với thiên phần. Chắc thanh chủ cẩn thận quan sát rồi trầm giọng nói, thiên phần sao?
Kẻ này to gan lớn mật, hẳn là tu luyện tới bình cảnh nên mới mạo hiểm bị người trong thiên hạ đuổi giết như vậy, tính đi thiên phần rèn luyện, tìm cơ hội đột phá đấy. Lăng Tiêu Thái Tử quả quyết nói: Trác Thanh Chủ, ngươi xem có đường nào gần đi đến thiên phần trước không? Chúng ta đến thiên phần trước là có thể chu sát đi ngay tại chỗ rồi. Trác Thanh Chủ lắc đầu nói: Đại sư huynh, đi thiên phần chỉ có một con đường, chúng ta không thể nào đến đó trước kẻ kia được. Lăng Tiêu Thái Tử trầm ngâm: Đã như vậy, chúng ta tạm thời đi sau y, đợi đến khi vào trong thiên phần rồi thì xử tử y cũng không muộn. Mọi người ầm ầm rời đi. Không quá lâu sau, lại có mấy bóng người lướt tới, lờ lờ khắp nơi trong loạn không hải, rồi lập tức đi theo hướng đám người Lăng Tiêu Thái Tử. Không ngờ lại là Vu Tổ Thần Vương. Mở ra đạo môn rồi nhảy ra ngoài thật quá nguy hiểm. Tu vi càng cao, đạo vân đạo ngân ngưng tụ càng nhiều, nhảy ra ngoài sẽ bị càng nhiều đại đạo nghiền ép tới. Mà lúc này Diệp Húc đứng ở trên lâu thuyền, lặng im mà suy nghĩ. Tu vi của Mộ Dung Tam Hoa kia hẳn không phải là thánh hoàng mạnh. Dù sao tâm pháp mà y tu luyện cũng không phải là cấp thần vương hay là đế cấp gì cả. Y không thể chống đỡ được đại đạo của mình nghiền ép, trực tiếp bị ép cho nát vốn. Như vậy những tâm pháp cấp cao hơn hắn là trọng áp sẽ lớn kinh người rồi. Mà bản vương khai thiên kinh của ta thậm chí còn trên cả tâm pháp của Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương, khai thiên lập địa, trùng kiến thế giới hồng hoang. Đến lúc đó chỉ sợ mức độ đại đạo nghiền ép tới là không thể tưởng tượng nổi. Dễ dàng có thể nghiền chết một vị vu tổ ấy chứ. Bản vương khai thiên kinh mà hắn khai sáng thực ra quá mạnh. Hơn nữa khi hắn thu hoạch đạo văn, đạo ngân càng nhiều, hoàn thiện tam thập tam thiên và 18 tầng địa ngục rồi, số lượng đại đạo chắc chắn sẽ nhiều không thể tưởng tượng được. Đến khi hắn nhảy ra đạo môn thì toàn bộ thiên địa đại đạo đều đè xuống hắn. Cái loại lực lượng khủng bố này tất cả vu tổ đều không thể chống đỡ được. Thậm chí ngay cả thần vương có khi cũng chẳng thể chống nổi. Nhưng nếu có thể nhảy thoát ra ngoài trở thành vu tổ thì thành tựu sẽ to lớn trước nay chưa từng có, thậm chí còn vượt qua cả vị đại đế đầu tiên Nguyên Thủy Thiên Vương. Giao thủ với Mộ Dung Thăm Hoa, đặc biệt là một chiêu cuối cùng của Mộ Dung Thăm Hoa kia, đã mang đến nhiều lợi ích cho Diệp Húc, nhất là lý giải lĩnh ngộ về đạo văn đạo ngân của bản thân. Điều này làm cho tầm mắt kiến thức của hắn cũng tăng lên. Đối với thánh hoàng ngưng tụ đạo môn, thậm chí cả nhảy ra khỏi đạo môn trở thành vu tổ cũng có ích lợi rất lớn. Nhưng nếu Diệp Húc hiểu biết càng nhiều thì càng thấy nhảy ra đạo môn lấy vu nhập đạo thật khủng bố. Đại đạo nghiền ép xuống, 9 phần 10 thánh hoàng đều không thể vượt qua được cửa ải này. Không vượt qua thì chỉ còn một con đường chết, hóa đạo mà đi. Giờ ta còn chưa ngưng tụ đạo môn, không hoàn thiện tâm pháp bản vương khai thiên kinh cấp thánh hoàng, nghĩ đến những thứ này có vẻ quá sớm. Diệp Húc tạm thời để chuyện này đó, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Tam Hoa bị chính đạo hạnh của bản thân nghiền nát, đã phủ một bóng ma lên tâm của hắn. Diệp huynh, nơi đây là ngã rẽ viên thiên và thiên phần. Văn Tú Trúc dừng thuyền lâu lại, nàng đã thu hồi 4 chiếc thuyền, không một bóng người khác lại. Thiếu nữ này tuy gặp phải đại kiếp nạn lần này, tùy tùng của Cực Đạo Minh đều chết sạch, tổn thất rất lớn, nhưng nàng vẫn tỉnh lại từ trong kinh hoàng, chỉ là hơi ủ rũ một chút, thế nhưng vẫn lộ ra sự giỏi giang khôn khéo lúc trước. Nàng cười nói: Ba vị huynh trưởng đi thiên phần, tiểu muội đành phải chia tay với ba người ở đây rồi. Ba vị huynh trưởng ra tay giúp đỡ, toàn thể Cực Đạo Minh vô cùng cảm kích, ngày sau có việc thì cứ đến Cực Đạo Minh ta. Thuận tay mà thôi, Văn sư tỷ khách khí rồi. Diệp Húc vẫy tay chào rồi lập tức bước đi đến thiên phần trước. Phong Thủy Vân và Phó Tê Lai vội vàng chạy theo. Văn Tú Trúc thở dài nhìn ba người rời đi, thầm nghĩ: Ba người này đều là tuấn kiệt đương thế, Phong huynh, Phó huynh chính là thần tử thân thế nổi bật, nhưng còn kém cỏi hơn Diệp huynh không ít. Không biết Diệp huynh rốt cuộc có lai lịch gì đây, ai có năng lực dạy dỗ ra nhân vật xuất sắc như vậy? Nàng thu hồi con thuyền lâu cuối cùng để tránh cho quá mức rêu rao, đi đến viêm thiên, thầm nghĩ trong lòng: Ta dâng tặng lễ vật cho Vĩnh Hằng Đế Quân, nhân tiện hỏi Đế Quân một chút. Với thần thông thông thiên triệt địa của mình, Đế Quân nhất định sẽ biết lai lịch sư thừa của huynh ấy. Không lâu sau, bọn người Diệp Húc cũng đã đi tới đích. Thiên phần rốt cuộc là nơi thần bí và hấp dẫn người gì đây? Vì sao ngay cả Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương cũng từng dừng chân ở nơi đây đây? Từ xa nhìn lại, phía trước nhấp nhô hàng rào thế giới thật dày, không biết là dày bao nhiêu, hẳn là thiên phần hình thành thời không độc đáo, ngăn cách với thiên giới. Hàng rào này chỉ có một nơi có vẻ mỏng manh, mơ hồ lộ ra cảm giác âm trầm, tăng thương khi hoàng hôn. Nơi này chính là nghĩa địa của thiên. Bên trong chôn cất một nền văn minh cổ tiên từng hưng thịnh phồn hoa, từ trong thiên phần tràn ra tử khí, thậm chí còn có thể ô nhiễm linh hồn của nhân hoàng, phu hoàng, làm cho bọn họ sa đọa thành ma đầu. Tuy sớm nghe qua về thiên phần, thậm chí cũng biết thế giới vô hoang
có một thông đạo thông đến thiên phần, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên Diệp Húc đi đến di tích thế giới viễn cổ thiên phần này. Diệp huynh, thiên phần là mộ của tam thập tam thiên viễn cổ, mộ của thiên. Phong Tùy Vân cười nói, thế giới viễn cổ to lớn hơn hiện nay nhiều lần, có không biết bao nhiêu thế giới, không biết bao nhiêu nhân vật hùng mạnh làm cho người ta phải ngước nhìn, cũng có không biết bao nhiêu kỳ tích. Nhưng năm đó trời đất sụp đổ, lục đạo tan vỡ, đã mai táng nền văn minh cổ tiên đó. Một góc lớn của các tầng trời đã hình thành nên thiên giới ngày nay. Nghe nói Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương là người đầu tiên đặt chân lên thiên giới, khi đó thiên giới hoang vắng đổ nát, không lấy một bóng người. Ngày ấy đã chuyển cửu thiên từ trong thiên phần ra, quét sạch ác ma rồi tạo ra cửu thiên thần giới. Diệp Phúc nghe vậy cũng cảm thán, chuyển chư thiên, bố trí thần giới, Nguyên Thủy Thiên Vương thật không hổ là vị thiên đế đứng đầu, ngay cả cửu thiên thần giới cũng có thể di chuyển được. Cái loại sức mạnh to lớn này đúng là không phải của người, làm cho người ta khó có thể tưởng tượng được mà. Thiên giới to lớn thế nào, Diệp Phúc sớm đã lĩnh hội. Một môn phái thánh địa thống trị cả tỷ dặm, lãnh thổ cực kỳ rộng lớn. Thiên phần là cấm địa gần Ngọc Hư Cung, nhưng Diệp Phúc dựa vào lưu quang ấn phi hành 2 ngày 2 đêm, vượt qua không biết bao nhiêu tỷ dặm, lại ngồi thương thuyền của Cực Đạo Minh vài chục ngày mới đến được nơi đây. Mà nơi hắn du lịch đến thì chỉ là một góc bé nhỏ không đáng kể của thiên giới, còn chưa bằng cả một phần vạn của quân thiên thần giới. Có thể thấy quân thiên thần giới rộng lớn như thế nào. Ngoài quân thiên thần giới còn có bát đại thiên giới khác. Nguyên Thủy Thiên Vương dùng sức mạnh bản thân di chuyển kiều đại thiên giới này từ thiên phần đến đây, loại sức mạnh đó làm cho người ta phải khiếp sợ. Phó Tê Lai gật đầu rồi nói, đúng vậy, vị thiên đế này làm cho mỗi một vị thiên đế sau này phải kính ngưỡng, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ ông ta. Ông đã khai sáng ra một thời đại làm cho vu hưng thịnh. Nếu không có ông ấy, chỉ sợ vu đạo còn phải vượt qua bao nhiêu vạn năm mới có thể phát triển đến trình độ bách gia xuất hiện, vạn gia đua tiếng này. Hey, mở cửa vào thiên phần cũng không hề dễ dàng đâu. Phong Tùy Vân lại nói, không có thực lực thông thiên thì thậm chí còn chẳng thể lay động được hàng rào không gian của thiên phần. Nhưng Diệp Húc có thể đánh phá hư không thiên giới, với huynh mà nói chắc cũng không khó khăn lắm đâu. Ba người nhanh chóng đến gần, chỉ thấy ngoài cửa của thiên phần có không ít cường giả thiên giới đang chuẩn bị tiến vào bên trong. Ba người Diệp Húc vừa tới bên ngoài thiên phần thì cảm thấy những luồng hơi thở đầy áp lực truyền đến. Thiên phần là một thế giới của tử vong, là di tích mà thế giới viễn cổ mất đi để lại. Từ trong truyền đến hơi thở tử vong thậm chí còn làm cho người ta có tu vi hơi yếu lâm vào trong thiên nhân ngũ suy, thối nát rồi chết. Bên ngoài thiên phần không ít cường giả thiên giới chuẩn bị đi vào trong. Diệp Húc nhìn lướt qua thì thấy những chiếc chiến hạm treo lơ lửng tản ra những dao động khủng bố, định đánh xuyên qua hàng rào không gian rồi lái vào trong. Hàng rào thiên phần to lớn không thể tưởng tượng được, còn lớn hơn cửu thiên thần giới thêm 3.000 thế giới nữa. Chỉ có hàng rào nơi đây là mỏng nhất, bởi vậy phần lớn cao thủ muốn vào thiên phần đều lựa chọn phá vỡ hàng rào nơi đây rồi đi vào. Bên trong hàng rào thiên phần còn có rất nhiều lỗ hổng thông với bốn phương. Thế giới vô hoang cũng có một lối đi có thể từ đó đi vào thiên phần. Huyền Thiên Mang Gia, Cố Gia, Lộ Gia, Hạ Gia, đám thế gia thiên giới đó liên kết đi vào thiên phần. Xem ra là định thăm dò thiên phần tầm bảo rồi. Phó Tê Lai liếc mắt nhìn qua một lượt rồi cười nói, ngoài mấy đại thế gia này ra còn có nhiều thế lực nhỏ khác, chắc là đám tán tu. Phong Thủy Vân gật đầu nói tiếp, đây đều là thế lực bậc trung trong thiên giới. Tổ tiên từng xuất hiện cường giả vu tổ, thần vương gì gì đó để lại nội tình, thế nhưng hậu nhân thì lại chẳng thể xuất hiện xuất sắc gì cả, khiến cho gia tộc suy bại, không còn hưng thịnh như lúc trước nữa. Lần này bọn họ giống trống cua chiêng đi vào thiên phần, nhất định là định cướp đoạt của cái thu hoạch tài nguyên trong thiên phần tích lũy lại rồi. Diệp Húc tò mò hỏi, chẳng lẽ thiên giới không có đại thế gia hay sao? Đương nhiên là có chứ, Trúc Dung thế gia ở Viêm Thiên, rồi Cộng Công thế gia ở Huyền Thiên, Thiếu Hạo thế gia ở Hạo Thiên, Cú Mang thế gia ở Thương Thiên, Hậu Thổ thế gia ở Quân Thiên thần giới, đều là những đại thế gia cả chùm sò mà thiên đế để lại, có nội tình hùng hậu, lại có đế minh làm bảo vật chấn tộc, nội tình còn thâm hậu hơn cả tạo hóa môn của ta và thanh niên tần phụ của phó huynh kia rất nhiều. Phong Tùy Vân cười nói, ngoài ra còn có Hiên Viên thế gia của Hiên Viên thiên đế, chi nhánh rộng lớn, thần vương xuất hiện lớp lớp kìa, nội tình còn hùng hậu hơn cả ngũ đại thế gia khác nữa. Nhưng khi Thương Thiên đế tôn xưng đế, Hiên Viên thế gia bị chèn ép quá, yên lặng hơn 20 vạn năm nay, nhưng vẫn không thể khinh thường được. Nghe nói trong Hiên Viên thế gia cũng có thần vương, tuy nhiên cụ thể như thế nào thì không ai biết rõ được. Những thế gia đó đức cao vọng trọng, dù là các đời thiên đế đều kính trọng các thế gia đó ba phần, không tùy tiện động đến bọn họ đâu. Diệp Húc không kìm nổi cảm thán, thế lực trên thiên giới đúng là nhiều đếm không xuể.
Mang Gia, Cố Gia, Lộ Gia, Hạ Gia tuy đã xuống dốc nhưng vẫn không thể khinh thường. Lần này bọn họ phái đi nhiều cao thủ, có cả Thánh Hoàng tuyệt đỉnh như Mộ Dung Tam Hoa, còn mang đến cả tổ binh. Diệp Húc có thể cảm thấy bên trong những chiến hạm kia không chỉ truyền đến rung động kiểu thiên địa đại đạo của bộ tổ binh, mà còn có nhiều nhân vật cực kỳ hùng mạnh khác, nhất thời rung mình. Cảnh giới Thánh Hoàng này có thể nói là có ranh giới cực lớn, tu luyện tâm pháp khác nhau, thành tựu đạt được cũng khác biệt, một trời một vực. Mộ Dung Tam Hoa tu luyện tới Thánh Hoàng tuyệt đỉnh, nhưng tâm pháp của y lại là đồ bỏ, nên thành tựu không tính là cao nhất. Nếu như là tâm pháp cấp thần vương hay là tâm pháp đế cấp, tu luyện tới cấp bậc Thánh Hoàng tuyệt đỉnh nhất định sẽ mạnh hơn Mộ Dung Tam Hoa vô số lần. Thiên giới từ trước đến nay là võ đài của cường giả đứng đầu, tâm pháp để lại nhiều đếm không xuể, đồng thời cũng tạo nên vô số cường giả. Diệp Húc chưa bao giờ cho rằng mình là vô hoàng đỉnh phong là có thể quét sạch tất cả Thánh Hoàng. Thánh Hoàng cửu phẩm chính là bước đầu của cảnh giới Thánh Hoàng, trở thành Thánh Hoàng cửu phẩm rồi thì mới chân chính là bắt đầu. Nếu như Lăng Tiêu Thái Tử tu luyện đến cảnh giới của Mộ Dung Tam Hoa là có thể sánh ngang với ta được. Nếu hắn có thể tích lũy rồi đạt tới mức mở ra đạo môn, nhảy ra ngoài là có thể dễ dàng thắng ta một bậc. Diệp Húc chớp mắt thầm nghĩ, nếu tu luyện tâm pháp đế cấp Đại Đạo Kinh mà Hạo Thiên Đại Đế khai sáng ra, ta chỉ còn đường chạy. Thế nhưng nếu ta hoàn chỉnh Tam Thập Tam Thiên 18 tầng địa ngục, luyện thành đạo môn, tất cả Thánh Hoàng trong thiên hạ, cho dù có tu luyện tâm pháp mà Nguyên Thủy Thiên Vương khai sáng ra, cũng chẳng phải là đối thủ của ta đâu. Ngừng tụ đạo môn trở thành Thánh Hoàng, ta có thể chân chính đối mặt với Vu Tổ được rồi. Cường giả mấy đại thế gia kia bắt đầu tiến lên tổ binh, dùng uy năng mạnh mẽ của tổ binh đánh phá hàng rào thiên phần. Mở ra! Trên mấy chiếc chiến hạm truyền đến tiếng hoan hô của các cao thủ, các đại thế gia. Diệp Húc ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hàng rào thiên phần bị tổ binh đánh ra một miệng động lớn. Bên cạnh cửa động kia, vô số đạo vận quấn quanh làm cho cửa động mở rộng ra, không cho hàng rào thiên phần khép lại. Mà ở mặt bên kia thì loáng thoáng thấy một thế giới tan hoang, một mặt trời đỏ lửa từ từ bay ra. Mặt trời này thủng lỗ chỗ, gần như sắp tắt, làm cho người ta cảm thấy như tuổi xế chiều. Nơi đó chính là thiên phần. Bên ngoài thiên phần, đám tán tu đột nhiên khởi động, lộn xộn ào ào trong cửa động, cũng là tính toán nhân cơ hội chạy vào trong thiên phần tìm kiếm bảo vật và tài nguyên. Thực lực bọn họ không đủ mạnh, lại không có bậc dị bảo như tổ binh, không thể mở ra thiên phần, chỉ có thể thừa dịp mấy đại thế gia mở ra thiên phần rồi nhân cơ hội mà lẻn vào. Một đám chuột nhắt. Các thế gia Mang Gia, Cố Gia ta liên kết lại, cực khổ lắm mới mở ra thiên phần, mà đám chuột nhắt các ngươi lại muốn đục nước béo cò, lợi dụng thành quả của bọn ta sao? Từ trên một chiếc chiến hạm truyền đến một tiếng hừ lạnh, rồi sau đấy một vị Thánh Hoàng đỉnh phong đột nhiên xuất hiện trên chiến hạm, cười một tiếng trông thật là dữ tợn, rồi thúc giục tổ binh, nhất thời đạo vận tràn ngập khắp cửa động, cắt nát mười mấy tên tán tu kia. Chỉ là một tên tán tu mà lại có thánh bảo luyện chế từ hổ phách tiên ngọc sao? Rơi vào tay ngươi đúng là phung phí của trời mà. Vị Thánh Hoàng này thấy một người tiến lên một món Thanh Hoa Bảo Nguyệt Bình, trong bình này trào ra một vầng trăng tròn, ngăn cản từng đợt đạo vận kia, thế nhưng không bị tổ binh chấn vỡ. Tham niệm của lão ta nổi lên, toàn lực thúc giục tổ binh của Mang Gia lập tức công phá phòng ngự của Thanh Hoa Bảo Nguyệt Bình, chấn chết vị Thánh Hoàng kia. Lão ta lập tức vẫy tay bắt lấy Bảo Nguyệt Bình rồi cười ha hả. Bảo bối tốt, hổ phách tiên ngọc chính là nguyên liệu để luyện chế tổ binh. Sau này Mang Sơn ta thành Vu Tổ rồi là có thể dùng vật này luyện chế tổ binh của riêng ta rồi. Trên mấy chiến hạm khác, cao thủ Cố Gia, Lộ Gia và Hạ Gia cũng tự thúc giục tổ binh nhà mình giết hại đám tán tu, dám nhân cơ hội chạy vào thiên phần này, tranh nhau cướp đoạt tài vật của tán tu. Tán tu khác thấy thế, sao còn dám tiến lên nữa, ai nấy đều vội vàng tránh né ở khắp nơi. Sắc mặt của Phong Tùy Vân và Phó Tê Lai đều không thay đổi, hiển nhiên bọn họ đã nhìn thấy chuyện như thế nhiều rồi. Diệp Húc thở dài thầm nghĩ, vũ sĩ trong 3.000 thế giới ta đều luôn hướng tới thiên giới, lại không biết bọn họ cực khổ phi thăng lên đây chỉ có kết quả như đám tán tu này mặc người chém giết như vậy. Vù, bên trong thông đạo kia đột nhiên thổi tới một trận gió màu đen, tiếng ong ong vang lên. Bên trong gió, một mảnh đen xì gào thét bay thẳng đến 4 tàu chiến hạm kia, chỉ một thoáng liền bao phủ 4 chiếc chiến hạm lại. Mũi, nhiều mũi quá đi, nhiều mũi quá đi. Trên chiến hạm truyền đến tiếng kêu la sợ hãi của các đệ tử thế gia. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn thì thấy trận gió đen này được tạo ra từ đông nghìn nghịt mũi vù vù kéo đến. Mỗi một con mũi nhỏ nhất cũng to như tuấn mã, lớn thì dài đến mấy chục thước, 8 chân cùng một vòi hút dài.
Trong chớp mắt, chúng bao phủ toàn bộ 4 chiến hạm, gặp người là hút. Một tên đệ tử Nhân Hoàng đỉnh phong của Cố gia vừa tiến lên Nhân Hoàng chi bảo, bảo vệ toàn thân. Một con muỗi bay tới, đôi cánh mở ra, xẹt một tiếng liền cắt vỡ Nhân Hoàng chi bảo. Cái ống hút phụp một cái, đâm vào thiên linh cái của người kia. Nó ra sức hút, thân thể vị Nhân Hoàng này thoáng cái khô quắt lại, chỉ còn lại bộ răng người. Vô số mũi lao tới chí chít báo lên người một vị vua hoàng, lập tức đâm xuyên thủng vị vua hoàng, sau đó lại vo ve bay lên để lại một tấm da người rồi đi tìm mục tiêu khác. Đám mũi đó quả như là không có gì cả nổi, chỉ một thoáng đệ tử các đại thế gia đã chết hơn nửa, chỉ có thánh hoàng là có thể chống lại đám mũi đó đốt. Tinh anh của bốn thế gia liên tục tiến lên thánh bảo, không ngừng chấn áp đè ép, chấn vỡ từng con mũi một, nhưng cuồng phong thổi mũi thiên phần tới nhiều không đếm xuể, giết mãi cũng không giết. Ngay cả thánh hoàng bọn họ cũng khó mà ngăn cản được. Đám mũi đó chính là sinh vật trong thiên phần sao? Diệp Húc chố mắt ra nhìn, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được. Có những con muỗi có hình thể lớn, thậm chí còn hút cả cấm bảo. Đầu tiên nó phun ra dịch nhờn, phun qua đâu dù là cấm bảo thì cũng nhanh chóng hủ hóa thành nước. Những con muỗi khác đồng loạt xông lên, trong chớp mắt đã hút hết sạch. Loại dịch nhờn này có tính ăn mòn mạnh mẽ đến đáng sợ, cho dù thánh bảo bị phun trúng thì uy lực cũng hao tổn nhiều, đạo văn đạo ngân tan rã. À, vị thánh hoàng cướp được thanh hoa bảo nguyệt bình kia đột nhiên hét thảm một tiếng. Bảo nguyệt bình kia đã bị dịch nhờn của mũi hòa tan, chi chít mũi nhào tới thân của lão, thậm chí cả thánh môn của lão cũng bò đầy mũi hút đi đạo văn đạo ngân ở trên thánh môn. Tòa đạo môn này tiêu tan đi, bị đám mũi đó hút hết sạch. Chúng vô ve bay lên đi tìm mục tiêu khác, chỉ để lại một tấm da thánh hoàng đầy lỗ. Diệp Phúc nhìn mà nổi hết da gà lên, ngay cả đạo văn đạo ngân, thậm chí là đạo môn của thánh hoàng đều bị ăn tươi nuốt sống. Đám sinh linh trong thiên phần đó đúng là mạnh đến đáng sợ. Đám muỗi rậm rạp vo ve đi qua nơi đâu là nơi đó không còn một ngọn cỏ, thậm chí chiến hạm của bốn đại thế gia kia cũng bị muỗi đốt, phá vỡ những lỗ lớn, rách nát kinh khủng. Vừa mới đối mặt, tứ đại thế gia đã bị một đám muỗi đánh cho thương vong thảm trọng, chết đi 7 phần. Nghiệp chướng, dám gây loạn trước mặt lão phu, ăn đi, đệ tử mang ra ta. Trong một chiến hạm trên đấy, đạo vận lưu động chấn vỡ từng đám muỗi. Đạo vận lan tràn ra mọi nơi, vù một tiếng mở ra như một tấm lưới lớn, bắt hết đám muỗi lại mà diệt sạch. Mạnh quá. Diệp Húc dùng mình, chỉ thấy trên chiến hạm mang ra hai cô thiếu nữ thanh xuân dìu một vị thánh hoàng già nua run rẩy đi ra khỏi chiến hạm. Vị lão thánh hoàng này đã gần đất xa trời, khí huyết suy bại, tùy thời có thể chết đi, thế nhưng tu vi của lão vẫn vô cùng mạnh mẽ, hơn hẳn các thánh hoàng khác, thậm chí còn mạnh hơn cả Mộ Dung Tam Hoa đến chục lần. Thế hữu tam gia, thiên phần đã mở ra rồi, chúng ta đi vào thôi. Lão tổ tông mang ra này run rẩy lên tiếng nói. Bốn chiếc chiến hạm từ từ lái vào thiên phần, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Húc nhìn rồi cười lên tiếng. Phòng huynh, phó huynh, chúng ta cũng vào đi thôi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập truyện của ngày hôm nay của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Khánh Duy chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và gặp lại quý vị ở tập tiếp theo của bộ truyện trong các video sắp tới. Xin chào và gặp lại.